an huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam hai đối tượng Nguyễn Thị An, 30 tuổi và Nguyễn Thị Lành, 31 tuổi, cùng trú tại huyện Phú Xuyên để điều tra hành vi giết người. Theo công an huyện Thường Tín, vào khoảng 17 giờ ngày 1 tháng 3, đơn vị nhận được tin báo cháu BTD, sinh năm 2021, trú tại Vạn Điểm, huyện Thường Tín, bị ngã tại nhà trẻ tư thục ở thôn Vạn Điểm. Cháu được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Trung ương, nhưng bệnh viện đã trả về gia đình. Công an huyện Thường Tín đã triệu tập An và Lành lên trụ sở để lấy lời khai. Ban đầu cả hai khai, bé trai tự ngã, không bị tác động bên ngoài. Tuy nhiên, đối chiếu với bằng chứng, tài liệu kết hợp với quá trình đấu tranh với An và Lành, cảnh sát nhận thấy nhiều điểm bất thường. Cả hai sau đó đã thay đổi lời khai, cho biết Lành đi lùi, va vào làm đê ngã ra nền nhà, và An thì bế trượt cháu bé làm nạn nhân ngã đập đầu. Đối với lời khai này, cơ quan điều tra vẫn nhận thấy nhiều điểm không phù hợp với dấu vết thương tích trên người nạn nhân, nên tiếp tục đấu tranh. An và Lành đã khai nhận hành vi đánh đập bạo hành dã man cháu Đê dẫn đến thương tích nặng và khiến nạn nhân tử vong. Sau khi công an huyện phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức pháp y tử thi, khám nghiệm hiện trường, sơ bộ xác định nguyên nhân tử vong của cháu Đê là do chấn thương sọ não, chảy máu não, phù não. Chiều ngày 5 tháng 3, Công an quận 8 phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự BC02 Công an thành phố Hồ Chí Minh và các cục nghiệp vụ Bộ Công an đang lấy lời khai với Trương Minh Thiện, sinh năm 1989, ngụ quận 1, trú quận 8, và Trương Vĩnh Sương, sinh năm 1989, ngụ quận 5, để điều tra về hành vi dùng súng cướp ngân hàng. Bước đầu, Thiện và Sương thừa nhận hành vi phạm tội. Do thiếu tiền tiêu xài nên cả hai cùng một đối tượng rủ nhau đi cướp ở một chi nhánh ngân hàng ở đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8. Chiều ngày 3 tháng 3, Thiện, Sương và đồng phạm đi trên hai xe máy tới. Sau đó, hai thành viên trong nhóm đi vào trong ngân hàng, rút súng uy hiếp các nhân viên cướp tiền. Ít phút sau, cả hai bỏ chạy ra ngoài rồi lên xe đồng bọn tẩu thoát. Đến khoảng 2 giờ ngày 4 tháng 3, trinh sát đã bắt giữ được Thiện và Sương. Riêng nghi can còn lại nhanh chân tẩu thoát và công an đang khẩn trương truy bắt. Ngày 5 tháng 3, Chính phủ ban hành Nghị định số 08/2023 trên NDCB sửa đổi, bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định có hiệu lực thi hành ngay từ ngày ký ban hành. Cụ thể, theo quy định tại khoản 3, điều 34 Nghị định số 153/2020 trên NDCB của Chính phủ quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế, thì doanh nghiệp phát hành trái phiếu có trách nhiệm thanh toán đầy đủ, đúng hạn lãi, gốc trái phiếu khi đến hạn và thực hiện các quyền kèm theo nếu có, cho chủ sở hữu trái phiếu theo điều kiện, điều khoản của trái phiếu. Ngoài nội dung quy định như trên, Nghị định số 08/2023/NDCB bổ sung quy định, đối với trái phiếu chào bán tại thị trường trong nước, trường hợp doanh nghiệp phát hành không thể thanh toán đầy đủ, đúng hạn nợ gốc, lãi trả phiếu bằng đồng Việt Nam theo phương án phát hành đã công bố cho nhà đầu tư, theo quy định tại điều 17 nghị định này, doanh nghiệp có thể đàm phán với người sở hữu trái phiếu để thanh toán gốc, lãi trả phiếu đến hạn bằng tài sản khác. Sáng ngày 5 tháng 3, sau 56 năm lưu giữ, ông Peter Matthews, 77 tuổi, cựu binh Mỹ gốc Hà Lan, hiện sống tại Mỹ và vợ đã vượt hàng chục ngàn km để trực tiếp đến thực hiện tâm nguyện trao trả lại cuốn sổ nhật ký cho người thân gia đình liệt sĩ Cao Văn Tuất ở thôn Cao Thắng, xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Tại buổi lễ, ông Peter Matthews cho biết, đã 56 năm trôi qua, hôm nay ông mới quay trở lại Việt Nam để thực hiện mong muốn là trao trả lại cuốn nhật ký đến thân nhân liệt sĩ Cao Văn Tuất. Ông Matthews cũng cho biết, khi đặt chân đến Việt Nam lần này, ông thật sự ấn tượng bởi một đất nước hòa bình, hiếu khách, sự thay đổi, sự phát triển và thịnh vượng. Cuối buổi lễ, ông Matthews đã tự tay trân trọng trao lại kỷ vật cuốn nhật ký của liệt sĩ Cao Văn Tuất vào tay của bà Cao Thị Nồng, 76 tuổi, em gái của liệt sĩ. Tại buổi lễ, ông Hà Huy Mì, cháu của liệt sĩ Cao Văn Tuất, xúc động chia sẻ. Năm 1963, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cậu tôi lên đường nhập ngũ khi chưa lập gia đình và chiến đấu ở mặt trận phía Nam. Đến năm 1972, gia đình nhận được giấy báo tử, cậu đã hy sinh, không để lại kỷ vật gì.
hôm nay nhận lại được cuốn nhật ký là kỷ vật thiêng liêng còn lại của cậu. Tôi và gia đình rất vui và xúc động. Gia đình sẽ lưu giữ cẩn thận để giáo dục các thế hệ con cháu sau này hiểu thêm về lý tưởng sống và sự hy sinh của cậu. Đây cũng là món quà tinh thần để tiếp tục nuôi hy vọng sớm tìm được phần mộ của cậu. Ngày 5 tháng 3, Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang cho hay đang phối hợp cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tổ chức điều tra, xác minh làm rõ hành vi vi phạm của các đối tượng trong vụ vận chuyển trái phép khoảng 18,6 kg ma túy từ Campuchia về Việt Nam. Theo đó, lực lượng công an phát hiện chiếc xe ô tô đang lưu thông trên quốc lộ 91C, đoạn thuộc ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, nên tiến hành truy đuổi. Phát hiện công an, các đối tượng liền ném bỏ hai túi sách bên trong có 17 gói màu vàng và màu xanh, nghi vấn chứa chất ma túy rồi bỏ chạy. Sau đó, công an xã Khánh An phát hiện hai đối tượng nghi vấn đang đi bộ trên quốc lộ 91C, hướng từ thị trấn Long Bình đến xã Khánh An, nên kiểm tra và mời về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai tên Đinh Thanh Trực, 32 tuổi, trú tại xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, và Thiều Văn Lai, 27 tuổi, trú tại xã Sơ Bai, huyện Ca Bang, tỉnh Gia Lai. Qua làm việc, Trực và Lai khai nhận, hai túi sách chứa 17 bọc ni lông mà nhóm của Trực ném xuống đường bị công an thu giữ là ma túy. Do Trực cùng Lai và một người bạn vận chuyển từ Campuchia về Việt Nam, cả ba đối tượng lên ô tô do Trực thuê trước đó, nhưng chưa kịp ra khỏi địa bàn huyện An Phú thì bị phát hiện truy đuổi. Cả nhóm quyết định ném tang vật khỏi xe nhằm phi tang, rồi bỏ chạy tới khi bị bắt. Sau một thời gian dài bệnh nặng, dù được các bác sĩ, y tá và người thân chăm sóc tận tình, nhưng vì sức khỏe quá yếu, nam nghệ sĩ tài danh của sân khấu cải lương đã trút hơi thở cuối cùng vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 5 tháng 3 tại Tư Gia, quận Phú Nhuận, hưởng thọ 65 tuổi. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, tên thật là Võ Văn Ngoan, sinh ngày 10 tháng 12 năm 1958. Anh sinh ra trong gia đình nghèo có 6 anh chị em. Thổi nhỏ vì gia đình nghèo nên anh dang dở chuyện học hành. Năm 13 tuổi, gia đình cho theo học hát ở trường Văn Phát, rồi chuyển qua học ca cổ với danh cầm nhạc sĩ Văn Vĩ. Năm 1997, anh được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Anh là nghệ sĩ thế hệ vàng của sân khấu cải lương Việt Nam. Trong gia tài nghệ thuật của mình, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã quay trên 400 video cải lương Hồ Quảng và xã hội. Là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, anh được khán giả biết đến qua nhiều tuồng hát nổi bật như Hòn Vọng Phu, Dụ Áo Bụi Đời, Bức Ngôn Đồ Đại Việt, Cô Đào Hát, Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Từ năm 2019, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh ngừng đi diễn do không còn đủ sức khỏe. Ngoài bệnh đường ruột kéo dài lâu năm, anh còn mắc vấn đề cột sống, không thể đứng thường xuyên hay biểu diễn vũ đạo. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi dưỡng bệnh. Đầu năm 2022, anh tái xuất với vai trò là khách mời chương trình Kiếp Cầm Ca kỷ niệm 60 năm theo nghề của nghệ sĩ Hồng Nga. Tang lễ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh được tổ chức tại nhà riêng, lễ nhập quan vào lúc 3 giờ ngày 6 tháng 3, lễ động quan tổ chức vào lúc 11 giờ ngày 9 tháng 3, sau đó linh cữu sẽ được đưa đi an táng tại Nghĩa Trang Hoa Viên, Bình Dương.